Thưa quý vị, mới đây Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực châu Âu cảnh báo nguy cơ từ COVID-19 vẫn còn hiện hữu khi cơ quan này vẫn ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong liên quan tại khu vực mỗi tuần. Trao đổi với báo giới, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Clark cho biết, dù thế giới không còn trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ từ căn bệnh này. Ông cảnh báo hàng tuần, WHO vẫn ghi nhận gần 1.000 ca tử vong mới liên quan tới COVID-19 trên khắp khu vực. Thậm chí con số này cũng không phản ánh đúng thực tế do việc thống kê và báo cáo của các nước không còn được thường xuyên như trước. Ông cũng hối thúc chính quyền các nước cần đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine đạt ít nhất 70% đối với những nhóm dễ bị tổn thương. Ngoài ra, ông Clark cũng trích dẫn ước tính của WHO châu Âu, cho biết cứ 30 người thì một người mắc các triệu chứng dai dẳng liên quan tới hội chứng COVID kéo dài, long COVID, trong 3 năm qua. Tỷ lệ này tương đương với khoảng 36 triệu người tại khu vực châu Âu của WHO. Hội chứng COVID kéo dài đến nay vẫn được cho là một tình trạng phức tạp mà khoa học vẫn chưa có nhiều hiểu biết. Ông nhấn mạnh chỉ khi giới chức y tế và các nhà khoa học phát triển phương pháp chẩn đoán và điều trị toàn diện cho hội chứng COVID kéo dài thì nhân loại mới thực sự phục hồi sau đại dịch COVID-19. Theo đó, ông kêu gọi nỗ lực nghiên cứu sâu rộng đối với hội chứng này.